Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 4. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024. Xây dựng các văn bản quy phạm quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024 từ sớm từ xa. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Minh tổ chức lễ công bố xã Đông Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024. Theo báo cáo, cử tri và nhân dân đánh giá cao những chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong tình hình quốc tế có nhiều biến động. Cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng vi phạm trật tự giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên, tình trạng xâm nhập mặn, nắng nóng gay gắt kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, tình trạng sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại một số địa phương, tình trạng các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản, dệt may thiếu đơn đặt hàng làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. Qua thảo luận, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với báo cáo công tác dân nguyện tháng 3, đánh giá cao sự cố gắng ban dân nguyện trong việc theo dõi, đôn đốc, đặc biệt chủ động làm việc với ba bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng thiết yếu để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa bình ổn thị trường, tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường, có giải pháp xử lý khắc phục tình trạng sụt lún sạt lở đất nhằm bảo vệ tài sản tính mạng cho người dân. Quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024 trên tinh thần từ sớm, từ xa, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét cho ý kiến. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024 diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét cho phép luật đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, sớm hơn 5 tháng so với trước đó là ngày 1 tháng 1 năm 2025. Điều này đòi hỏi các bộ ngành phải nỗ lực, quyết tâm rất lớn, thực hiện đầy đủ các bước của quy trình xây dựng văn bản pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm rõ những vấn đề có ý kiến khác nhau về phạm vi đối tượng chính sách thực thi, khẩn trương lấy ý kiến địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội. Đối với quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, định giá đất, cần làm rõ tính khả thi, thực hiện phân cấp phân quyền triệt để. Phó Thủ tướng lưu ý cần có chính sách công cụ tài chính xử lý các diện tích đất chưa hoặc chậm đưa vào sử dụng, đất nông lâm trường, đầu cơ đất đai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương đưa ra các điều kiện, tiêu chí giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về đất lâm nghiệp, đất trồng lúa. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật nhà ở năm 2023 và luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Để kịp thời có hiệu lực đồng bộ với luật đất đai năm 2024. Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Minh tổ chức lễ công bố xã Đông Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là xã thứ hai của thị xã Bình Minh vinh dự đạt được danh hiệu này. Đến tham dự có ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phát huy kết quả sau một năm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,
năm 2023, xã Đông Thạnh không ngừng phấn đấu nâng chất xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, diện mạo nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên điện, đường, trường, trạm, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa liên ấp, hệ thống thủy lợi nội đồng được hoàn thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,05%, cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Việc triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều mô hình màu chuyên canh chủ lực cũng như cây ăn trái mang lại kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 75 triệu đồng một người một năm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh chỉ đạo trong thời gian tới, xã Đông Thạnh cần làm tốt hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường giới thiệu và giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Thạnh và tặng công trình phúc lợi cho xã trị giá 1 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã Đông Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên liên tục và không có điểm dừng, nên sau khi hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh tiếp tục quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều giải pháp cụ thể thiết thực và có tính đột phá. Và từ sự tập trung dồn sức của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, đến nay Đông Thạnh đã xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến xã Đông Thạnh hôm nay, một trong những ưu điểm nổi bật đó là kết cấu hạ tầng giao thông, kinh tế xã hội phát triển đồng bộ với 100% tỷ lệ đường liên xã được nhựa hóa, 100% đường liên xóm được bê tông hóa và có đèn đường chiếu sáng đạt 100%. Đặc biệt, thực hiện tiêu chí tự chọn về giáo dục, hiện nay tất cả 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đã được đầu tư nâng cấp mở rộng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu giảng dạy và học tập đạt chuẩn quốc gia. Tập thể sư phạm Nhà Trường sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua học tốt, dạy tốt và nhằm đáp ứng được cái chương trình dạy giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục. Để thực hiện tiêu chí khó về thu nhập trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đông Thạnh đã tập trung thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Đến nay, toàn xã đã phát triển được hơn 86 hectare chuyên canh cây màu và hơn 503 hectare vườn với nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như mít ruột đỏ, sầu riêng, chanh không hạt, dưa lưới. Nhờ vậy, đời sống người dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên đáng kể. Xã lên nông thôn mới thì có vận động chuyển dịch cây trồng mà lên cây mít ruột đỏ. Ở đây thì diện tích tôi thì có khoảng 30 mấy công tôi chuyển đổi lên tôi trồng mít hết. Thì kinh tế giờ thì rất là phấn khởi. Khi mà xã mình lên nông thôn mới kiểu mẫu hiện giờ đó là đường xá đồ rất tốt, buôn bán đồ thấy cũng dễ dàng lắm. Nên bây giờ gia đình tôi đầu tư cải tạo trồng mô hình mít sen ớt. Mình đầu tư hệ thống phun tự động luôn. Đời sống dân giờ thấy cũng thoải mái lắm. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đông Thạnh đã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó đáng chú ý là thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 75 triệu đồng một người một năm, cao gấp 1,12 lần so với thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022. Đảng bộ và chính quyền cũng như những người dân trong xã sẽ tiếp tục là thực hiện nâng chất cái tiêu chí thu nhập, thì trong đó cũng tiếp tục là thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn những cây giống cây, những cái con có cái năng suất, cái chất lượng cao để tiếp tục là tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp của xã. Đồng thời đó là cũng phải là thực hiện là chuyển đổi chuyển dịch cái cơ cấu lao động từ cái nông nghiệp sang phi nông nghiệp để góp phần nâng cao cái thu nhập cho người dân và phải đặc biệt quan tâm tới cái xuất khẩu lao động. Đồng thời thì cũng phải là xây dựng cái cảnh quan môi trường nó sáng xanh sạch đẹp, phải
duy trì, giữ vững và mở rộng các tuyến đường qua đáp ứng cái nhu cầu của người dân hưởng thụ về cái đời sống vật chất cũng như cái đời sống về cái tinh thần, nó sẽ tốt hơn trong cái thời gian tới. Với những kết quả đạt được, Đông Thạnh là xã thứ hai của thị xã Bình Minh và là một trong năm xã của tỉnh Vĩnh Long được công nhận đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đây chính là thành quả quan trọng để địa phương tiếp tục phấn đấu, hướng đến các mục tiêu cao hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân và làm cho diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự. Tại cuộc họp, sau khi nghe cơ quan chuyên môn thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ban hành kèm theo nghị quyết số 53 ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất với sự cần thiết của dự thảo nghị quyết nhằm góp phần duy trì và ổn định nguồn nhân lực, thu hút người có trình độ năng lực vào làm việc trong khu vực công. Tuy nhiên, đại biểu đóng góp nên quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện, rà soát bổ sung thêm các hướng dẫn quy định để dẫn chiếu thực hiện. Đại biểu cũng băn khoăn đối tượng thu hút theo nghị quyết đưa ra có đảm bảo tính khả thi, nhất là thu hút giáo sư, phó giáo sư, thời gian, đối tượng, điều kiện hưởng chính sách. Cần có đánh giá sự thay đổi nguồn nhân lực y tế tỉnh nhà khi thực hiện nghị quyết cũng như kinh phí đảm bảo thực hiện nghị quyết. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Đồng thời, đề nghị các cơ quan tham mưu soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi gồm 9 chương, 153 điều, trong đó bổ sung 51 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên 7 điều. So với luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014, dự thảo luật giảm 2 chương, tăng thêm 54 điều. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với những nội dung như dự thảo luật đã nêu, đồng thời đóng góp một số vấn đề trọng tâm khác như quy định tòa án thực hiện quyền tư pháp, thu thập tài liệu chứng cứ trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án. Đối với Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử, Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt và các vấn đề cụ thể của dự thảo luật như phạm vi điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ quyền hạn của tòa án, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Theo kế hoạch, dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi sẽ được chỉnh lý, hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và gặp mặt biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long dự và chỉ đạo hội nghị. Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong Đảng bộ khối từng bước đi vào chiều sâu với 3 trụ cột: học tập, làm theo và sự nêu gương của cán bộ đảng viên, qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 để giúp cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và hành động, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần thái độ làm việc và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ đảng viên với quần chúng và có trách nhiệm với dân, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, cán bộ đảng viên năng động sáng tạo cách làm hay, lựa chọn những mô hình phù hợp chuyên môn, lĩnh vực phụ trách, công tác
Điều này được thể hiện sinh động rõ nét qua các báo cáo tham luận của 5 tập thể cá nhân điển hình trong 67 tập thể và 123 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023, được Ban Thường vụ Đảng ủy khối biểu dương khen thưởng tại hội nghị. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao sự tập trung lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở trong quán triệt triển khai có hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị với nhiều kết quả nổi bật, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới cần phát huy và nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy kết quả thực hiện các nội dung cam kết, rèn luyện của cán bộ đảng viên, thực hiện các nội dung đột phá của tổ chức đảng là tiêu chí đánh giá phân loại tập thể cá nhân hàng năm, đồng thời quan tâm nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, nhân tố tích cực ở cơ sở, tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về xây dựng văn hóa con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới. Tham dự hội nghị có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Minh Đức, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt triển khai thực hiện tốt kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là cán bộ mặt trận các cấp tham gia thực hiện. Kết quả, trong năm toàn tỉnh có 868 tập thể và 1.772 cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, thực hiện nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của tập thể cá nhân, có nhiều cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, như mô hình xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, mô hình từ thiện an sinh xã hội, vận động sức dân xây dựng đường giao thông nông thôn, góp vốn xoa dòng giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chiều nay đoàn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà tri ân gia đình chiến sĩ Điện Biên, dân công quả tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm ông Phạm Văn Thoại, sinh 1930, dân công quả tuyến ở khóm 5, phường 2, thành phố Vĩnh Long và thân nhân gia đình ông Nguyễn Xuân Phong, sinh 1932, chiến sĩ Điện Biên ở phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng vẻ vang này có sự đóng góp rất lớn của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công quả tuyến, trực tiếp tham gia chiến đấu, hỗ trợ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm phục ý chí, sự cống hiến của các chú là chiến sĩ Điện Biên, dân công quả tuyến, đã có công lao trực tiếp đóng góp vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2023, sơ kết giai đoạn năm 2021-2025 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh, giai đoạn 2021-2025, dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tập thể
giai đoạn 2021-2023, dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã vẫn được củng cố ổn định và phát triển. Đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 199 hợp tác xã đang hoạt động với hơn 9.100 thành viên, trong đó có 17 hợp tác xã thành lập mới, doanh thu bình quân ước đạt hơn 1 tỷ 200 triệu đồng một hợp tác xã một năm, lãi bình quân ước đạt 290 triệu đồng một hợp tác xã một năm. Lao động thường xuyên trong hợp tác xã hơn 7.200 lao động, với thu nhập bình quân là 60 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực, hoạt động kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Đây là nội dung chính được các đại biểu thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác điều hành hoạt động phát triển kinh tế hợp tác trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, yêu cầu thành viên ban chỉ đạo và chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận vốn, xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng, chuyển giao khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, thường xuyên giám sát, đối thoại, kịp thời ghi nhận khó khăn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho các hợp tác xã trong quá trình hoạt động. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực kinh tế tập thể năm 2023 được tuyên dương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang diễn ra hội thi gói và nấu bánh chưng nhằm tái hiện truyền thống làm lễ vật dân cúng tổ tiên có từ thời Hùng Vương. Hoạt động này không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn khơi dậy niềm tự hào về lịch sử ngàn năm dựng nước, giữ nước của những người con đất Việt. Những hình ảnh về không khí sôi nổi tại các hội thi gói và nấu bánh chưng sẽ gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Chúng tôi cũng mong muốn thứ nhất là để giao lưu học hỏi với các đơn vị, các đội thi khác ở trong hội thi ngày hôm nay. Thứ hai là để cán bộ chiến sĩ chúng tôi có dịp để tưởng nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ về công lao khai thiên lập địa của các vị vua hùng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.